em nghe đến cái mảng cái vụ mà rung nhẹ đó, thì người em cũng cảm thấy rạo rực quá hơn. Làm ra ra góc thì để cho mình sướng hơn mà. Em nghĩ chắc đau lắm, tại vì nghe gài là em đã thấy nó đau rồi chứ nó mà sướng gì. Em cứ xài kiểu bình thường nha, em không có thấy. Cũng có, tùy theo sở thích của mỗi người. Thường thường thì người ta nghĩ là nếu mà xài những cái loại bao cao su đặc biệt á, như đánh gai hay răng này nọ thì nó sẽ tăng độ sướng hơn, nhưng mà em thấy nó ngộ ngộ. Thấy trên báo như là nó có gai, có lông, thích hơn chứ thì nó sướng hơn đó. Chắc là cũng sướng, kiểu như ma sát nhiều, cọ cọ, chắc sướng. Khi mà mình mạnh quá thì nó ma sát với nhau với một cái lực rất là mạnh thì nó sẽ trượt ra. Em nghĩ là cái sướng đầu. Cái này theo mà em được học đó là đeo hai bao thì nó sẽ dễ bị trơn và bị rách. Dạ không, tại vì em nghĩ là một bao nó đã chật rồi mà hai bao nó chắc chịu không nổi. Nghĩ đeo một bao là đủ rồi, đeo hai bao sẽ có những trường hợp đó mình nhiệt tình quá nó sẽ bị rách hoặc là nó bị tuột ra. An toàn hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là cái người kia không chịu đeo hai cái rồi. Nếu mà đeo hai bao thì cũng có thể an toàn, tại vì nó có hai lớp. Trường hợp rách bao thì lúc đó là mình xui quá rồi. Em chưa được thử. Lúc đó người ta sung sức quá mà lỡ nó tét thì chuyện đó em không có bảo đảm. Chắc cũng có, nhưng mà dù sao nếu đã được làm chuyện ấy thì chắc nó sướng. Không, đã may đứa nào nó chơi sốc nó chăm ngủ rồi. Cũng đâu có dám chắc được 100% đâu. Có một lần em thường thì nếu mà ăn theo nghĩ thì nó không bảo vệ mình 100%. Nó cũng có một cái mức độ nào đó. Ví dụ mà mình làm kiểu như mà mây mưa quá mức thì nó sẽ bị lủng. Đeo bao su không hoàn toàn 100% là an toàn. Không, cái đó chắc chắn là không. 100% hả? Thì trên đời này làm gì có cái gì tuyệt đối đâu. Cao su thì nó hôi, nhưng mà người ta có làm hương dâu, hương bạc hà, hương cam này nọ thì những cái hương đó nó sẽ thơm chứ. Thôi thì em không có xài đâu. Cái này là hình như là mùi nguyên thủy á anh, không có mùi. Nó không có giống như là cái mùi mà em xài. Lần đầu tiên em được cầm, lần đầu tiên em được thử. Nó thúi quá anh ơi. Em tự nghĩ là em không bao giờ em xài được cái loại mà nó thuốc bắc như thế này. Em nghĩ là em thấy quảng cáo là có hương bạc hà, hương cam, hương chuối đó, chắc em nghĩ là nó thơm. Em thấy nó không có mùi gì hết. Em tưởng nó khô lắm chứ, dính làm sao. Trời, sao nó mua cái nào có mùi hửi cho nó hấp dẫn chứ. Toàn mùi nhựa mà. Dạ không, tại vì cái loại em xài nó không có hôi. Tại vì nó có mùi thì cho mình chọn mà. Như là táo, nho, và đặc biệt có cả màu nữa chị. Đúng là cũng có mùi thiệt, nhưng mà cũng có những cái bao có những cái mùi khác như mùi sô-cô-la, mùi dâu, mùi táo. Cái này phải mùi cao su. Ban đầu thì hát cũng hơi lạ lạ, nhưng mà hồi riết cũng quen. Hình như nó chưa có nhập về Việt Nam cho nên em cũng chưa thử. Chắc là nó một cái bao nó mảng dày rồi đặt vô nó như cái vách tường. Chắc nó dày dày. Mắc gì? Cho nó xài nó đỡ nhột chứ đeo vô chắc nhột chứ. Chắc là giống cái phễu á. Dạ không, em mới nghe lần đầu. Thôi em nghĩ là em sẽ mua cho em thôi. Tại vì dù sao thì con trai đi mua cũng dễ hơn. Hình như nó giống chữ T thì phải. Chắc là con trai nên đeo, tại con gái thì nó ngại. Chắc mà coi su là mặt đỏ bừng rồi, chứ đừng nói là đeo. Tôi là bác sĩ Quang, hiện đang công tác tại phòng khám quốc tế Victoria Healthcare. Hôm nay tôi sẽ đảm nhận vai trò giải đáp tất cả thắc mắc cho tất cả các bạn trong chương trình Ba TV. Nó cũng có thể có một chút cái tăng cảm giác, nhưng nó chỉ là lúc đầu thôi. Về sau sẽ có nhiều mối nguy hiểm mà các bạn sẽ không ngờ đấy. Thứ nhất là vấn đề các bạn có thể bị gây viêm nhiễm dị ứng cái vùng kín khi mà tiếp xúc với những loại bao cao su độc lạ này. Ví dụ như những loại bao cao su có màu sắc, những thực phẩm nhuộm màu không rõ ràng, khi mình tiếp xúc với vùng kín thì da vùng đó sẽ bị viêm đỏ, dị ứng, lở lét.
biển này thì thực sự là rất là nguy hiểm. Với lại những cái loại bắp cao su này thường sẽ có những cái loại gel bôi trơn kèm theo, và những loại gel này thì không được kiểm định rõ ràng nên là sẽ có nguy hại, khó lường tới. Những loại bắp cao su này thông thường thì đa phần nó sẽ giúp cho cái việc mà tăng kích thước và tăng khả năng cương, nhưng đặc trưng của những loại bao cao su này thường là nó sẽ thắt lại cái vùng gốc của cậu bé, và sau đó máu sẽ cương lên nhiều, và sau cái kia một cái cuộc quan hệ tình dục thì thường sẽ sưng đỏ đau rất là nhiều. Do những cái loại bao cao su này có gai có râu thì thường nó cái cấu tạo nó không đồng nhất, thường khi trong cái cuộc mình quan hệ tình dục thì nó sẽ ma sát rất là nhiều và sẽ làm cho cái trầy xước, rách, thậm chí viêm nhiễm cái vùng kính của người phụ nữ. Lý do nó không an toàn nên nó sẽ là rất là dễ lây cái bệnh qua leo đường tình dục cho chàng như HIV và HPV chẳng hạn. Cái vấn đề này thì đúng là hoàn toàn sai. Người ta đã có nghiên cứu rõ ràng rằng khi mà mình sử dụng cả hai loại hai bao cao su chồng lại với nhau thì nó sẽ làm tăng nguy cơ rách của bao cao su. Vì cấu tạo của bao cao su nó chịu được ma sát chủ yếu trên độ đàn hồi của da con người thôi. Khi mình chồng hai cái lại với nhau thì cái khả năng đàn hồi của hai bao cao su nó sẽ không đồng nhất với nhau, rất là dễ ma sát và nó sẽ rất là dễ bị vỡ, dễ bị rách bao cao su. Cái vấn đề 100% này thì nhà nghe nói chắc cú là sai rồi. Đối với những người sử dụng bao cao su nhưng cái xác suất mà mắc bệnh lây bệnh tình dục, ví dụ như bệnh HIV á, xác suất này là lên tới từ 15-33%. Lý do vì sao như vậy? Các bạn thật sự có thể rất là bỡ ngỡ. Tại vì kích thước những con virus HIV này rất là nhỏ, tới 0,1 micromet, và nó nhỏ đến dư sức để vượt qua màng bảo vệ của bao cao su. Khi mà mình đã thấy cái bao cao su này có cái mùi nó khó chịu rồi thì đa phần là nó sẽ đã hư rồi do quy trình sản xuất, bảo quản, đóng gói chẳng hạn. Và do đó mình phải kiểm tra cẩn thận cái lượng trước khi dùng, và tóm lại khi mà cái mùi khó chịu thì thôi không nên sử dụng, thì nó không hợp với mình, cho dù nó là nguyên nhân cảm tính hoặc là nguyên nhân kỹ thuật. Phụ nữ thì thực sự có nhiều bao cao su hơn người nam nữa, có tới tổng cộng tới 3 loại bao cao su. Cái lợi thứ nhất á, nó cũng có hai cái vòng như thế này ha. Lợi thứ hai á là nó cũng có một vòng, những cái đáy nó dày hơn. Và lợi thứ ba đây, nó là quần lót, một cái dạng quần lót mà nó làm bằng cô tông, và nó có cái một cái phần để mình tạo hình bao cao su tại đó. Mình có ba loại.